luôn em chồng anh em máu qua lại với channel của mình. Thì tập trước thì mình đã bắt đầu cuộc viễn chinh để tiến về pháo đài của nữ hoàng rồi anh em ạ. Thì mình nhận nhiệm vụ là làm theo kế hoạch của thằng Headrusher để chế tạo một cái war machine gì đó để công thành. Ok thì bây giờ mình sẽ tiến về phía bắc thôi. Coi để sẽ rất xa đến em tập này thì cố lấy hoàn thành nhiệm vụ đi. Tập sau mình sẽ công vô pháo đài. Ok rồi. Go go, quét cái mission này thử chơi. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Bắt chưa? Hôm nay cũng không có gì hot lắm. Ở đây. Tập trước nghèo quá hết tiền luôn. Đây có chỗ sửa xe. Mà không có tiền. Vô đây. Ủa này hình như là phải vượt biển rồi hay gì rồi anh em à. Đập con drone lên trước đi tính. Lũng. Lũng. Nó dùng chết nó không đây. Hình như là không á. Thôi người gom đi. Để chi thâu. Chi thâu là nó sẽ không quýnh vô gơ, không quýnh được. Ok. Thôi đơn giản. Dập bơm cho thì dễ mà. Bữa nào nghe. Bữa này hút qua thì hai người dính thôi. Rồi một mình vô chơi dính thôi. Nếu hai đam. Không xin nhơi lắm. Không xin nhơi lắm. Rất cái chi cái mày. Lá gơi có đồ chơi coi. Không có đồ chơi luôn em. Đồ. Nhưng mà cái này chắc chỉ có Femin cầm được thôi. Lá gơi tỷ lệ vitality hơi yếu nha. Thì lá gơi lưu về cầm đại bác đi. Đại bác vẫn vẫn gì được nha anh em. Vẫn cái đó gọi đi. Rất tịch đúng rồi. Đại bác vẫn chết tịch được bình thường. Ngon vậy. Nó quýnh tròn ngon vậy. Tròn đụng đồ đá vậy. Quá đã luôn. Một cột Intel. Mũ này chất liệu xịn hơn. Xì chen. Chất liệu xịn hơn. Vitality Intel Focus. Cái này mạnh hơn. Này búp giáp trong đội à. Ba lứt. Lấy đi. Cũng 40 vàng. Vậy thì có lẽ là tôi sẽ đi thuyền. Phải đi thuyền rồi. Cái kiểu này là phải đi thuyền. Đây là cuối đường đúng không? Hồi map này mình quét hết rồi. Mình có nên gọi là không biết là kịp hay không thôi. Giờ hiện tại cũng không có đủ tiền để mua thuyền. Chắc là phải qua đánh cái lên trình level 5 bên kia thôi. Giờ không có đủ tiền để mua thuyền nữa mà. Nghèo quá. Ok. Vụ gì á? Vụ gì mà nó giật lên nó là. Go 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 go. Nè ai vậy? Thunder. Lên trình dưới đây nè. Cái gì mình ra biển nghe cản luôn. Dúc. Thu cái xe lại để qua map kia có xe chạy. Te 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 te. Gì đây? Đây 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 có cái kiếm nè. Chưa đổi đồ lại nữa. Quả này không thằng nào xi nhơ gì luôn. Khó. Bên kia hàng kia nó có evasive. Thằng này 14 giáp luôn. Khoai lắm á. Vậy rồi cái gì vậy Bugu? Á rồi chạy qua sao đánh. Bơm đây. Một chỗ bơm heo luôn. Má đã dữ gì. Ôi má rồi fail luôn. Fail luôn luôn. Nguy hiểm vậy Bugu. Ui da chém chi 24 đam. Chị thâu. Thâu fail thứ nhất. Cái gì vậy? Tự nhiên đứng trước mấy này bị áp lực à. Gì vậy? Không ai.
Trời má Ron vậy, chết mẹ rồi. Mười gu. Mỗi lần em không dám nữa. Holy shit. Holy shit. Rất nguy hiểm nha anh em. Cảm giác đang rất nguy hiểm này nha. Trắng này thôi, má em thấy nguy hiểm vậy. Không đánh được thằng kia, thằng này thì nó chặn thằng này. Đánh này phải run full mới đánh được. Má thằng kia cứ né liên tục, tàn quá. Tàn thế. Tàn thế. Tàn vậy. Này kháng lửa không? Cháy đi chứ giờ đánh không có đam giờ sao. Ừ chưa đam đều ra. Trời quá đều. Chém lá gơ muốn gụng mẹ luôn. Phê. Hèn khô. Ừ. Trận này căng á, trận này phải cắm trại rồi. Sao trận này là phải cắm trại rồi đó. Đánh nụ hồn dư chấn vô kia khi chết luôn nè. Nó cục kêu. Vậy chuyển hay chi vậy ai mượn. Lá gơ quýnh dính rồi. Nãy giờ em nhìn mày hơi lâu. Khá nguy hiểm quá vậy ta. Lá gơ luôn giờ lấy cái đá quát đi. Má vô lên trình này khoai á. Tôi dồn hết xì chen cho lá gơ vậy. Chế được một trái bơm. Nó rơi gần một cái vũ khí gì đó xịn hơn. 84 xì chen. Cắm cái chạy nè. Nghỉ ngơi. Khơi. Ra cái cabin gỗ đó có cái kia nhưng mà nó đi bút tốc độ lên chả nên xài luôn thật. Nó giảm tốc độ. Sẽ chen loot nè. Đủ. Team này đâu ai đánh cái này đâu. Nếu mà có thì chỉ có Thunder thôi. Này đánh là hiệu ứng gì vậy? Có encounter, encode luôn. Hả này water. Này đánh nước. Này lấy cũng được. Đủ cái chì hai tay nè. Vô chì thôi. Rồi, cái búa. Nào cho cái vũ khí hai tay nào. Rồi cái vũ khí hai tay chứ, nãy cho một tay không à. Đánh tiếp nè. Há trận nào cũng như là trận cuối cùng nha. Dạo vậy golem lử nhìn sợ hãi vậy. Ừ bu đó đi. Ôi dạ. Ồ ăn bom fail luôn quá hay. Đại quát vô. Chín mươi bốn phần trăm lụng. Chém cho phải lá gơ né được. Bên đây. Đúng. Thâu. Xịt qua đây. Thâu. Amo. Thác đi. Có một đam chi là đẹp vô lắm. Vô chi 18 máu. Bên đây. Symbol water. Đù cái này là giải à. Ngon chứ. Chạy. Đánh vô chi chí mạng 13 máu luôn. Quá dữ.
thêm phát nữa nè. Lộn chịu chưa, chịu chết chưa con golem gà đảng, con golem 17 đam cứu bữa, cứu bữa chịu chi à, chịu chi à, thác ốc, thác ốc rồi bắt đi giá cũng được. Sáu giáp ui già má, bức giáp mà đâu quýnh cỡ đó má, đấm tao như chó luôn, con đang phèo luôn, bơm vô, bơm vô tèm không có phá giáp hiểu trời đủ cái vậy lũng bụng máu. À, cái màn hình này nó quay mình không có quay được á, nó quay qua vậy chứ. Ui đấm lá rồi, ui dò họ đấm lá rồi, họ đấm lá rồi, nín quýnh luôn, nín quýnh, nín vô máu luôn, giết đi má. Người đã lựa châu quái linh châu kinh dị ha, quên rệt vậy thôi. Quýnh người đá lửa đậu không chạy dám vậy không được, khí khô thì ngon luôn. Chị má cho anh em đi. Ok. Yuchi, 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 Yuchi. Đồ tím, đồ tím đây, đồ tím, tôi cần đồ tím. Đồ tím, đồ tím. Ồ. Muốn trả lại cái độ khoảng vị trí 1 đây. Ồ, chịu phép đỉnh hơn nè. Có amo, có chọn lấy luôn. Wow, may mắn, mắn chấm vô đây luôn quá. Nó dùng hết lực vô chế bơm đi. Giờ chế bơm với lại Intel thì cái nào ngon hơn, nhất là chế bơm á. Nếu mà chế bơm ngon hơn thì em nghĩ là luôn. Đó, chồng đội có giáp. Giữ một cái mũ lại đi. Đẩy hết này qua cho Yuchi. Ok. Rồi. Go go go. Đánh này đi, họ đánh bãi bãi bự đi, rồi tới lúc ra thuyền rồi. Quá nhìn tên địch nhìn sợ hãi vậy. Nhìn tên địch nhìn sợ hãi vậy. Lũng nó nhìn mấy con gắn nhìn sao hãi vậy. Enku, Enku
Đùa nãy chậm tơ là ngon rồi. Thằng này không đánh được. Tên nó 5 cường 4 cường chiến rồi gì á. Thâu. Thâu theo lần thứ nhất. Thâu theo lần thứ hai chịu. Chịu quýnh này đi. Chạy. Đục hóa dầu cái tim luôn. Vượt căng. Bên đây Femin có cái đại bác. Nhưng mà phải reload. Reload được là em có bung vừa không chết. Anh kia đang hai con cây hóa dầu. Ây da cắn xuống quý vô vị chiếu Yuchi. Yuchi bị dính xuất quyết quá này. Ráng nè. Chỉ nổ ráng nè ông ta. Lũng bơm đây nè, bơm cho nó. Ừ đi chi với con bốn áo này giặt má bên này, nó đánh đau chó luôn mà. Rồi thâu má, nó phá giò rồi. Nó khóa giò không cho bút giáp luôn. Tại úp. Khóa giò không cho bút giáp luôn mà. Rồi đánh quyền. Ôi da má, Yuchi đen. Yuchi quá đen đuổi. Yuchi quá đen đuổi né luôn. Ôi da. Chịu được. Chịu được, quá thiếu ram trong lửa chết. Đố một kêu giang, độ không được chạy ra gì vậy, má mấy lính hơi lo lòng, mấy trò điên khùng. Lại tiếp tục phá dò Yuchi. Má, sức quyết 11 máu đang rất đau nha. Cắn máu đi. Hồi vừa xong tên này á, hồi đại cay rồi. Chịu á. Yuchi tiếp tục bút phèo mà, Yuchi dính là lít kỳ rồi. Vô lại tiếp tục nguyện cho Yuchi. Yuchi đang knock good vừa ơi. Đúng rồi, nó một chiêu lá rơi. À nó bắn Yuchi nó khoảng đam chết luôn rồi. Ok. Intel rồi. À, tính đánh lứt mà này lứt không nào. Đồ lứt thì này vô đồ teo không à. Đây đồ lỏ người ta. Thunder chơi mũ luôn đi. Này quăng qua cho ai đi. Lá gơi chẳng hạn. Lá gơi mũ xì chen. Thunder. Ở lò. Này quăng qua Thunder. Em Minh thì sao? Yuchi. Em Minh mũ này ok nè. Yuchi. Chơi luôn. Bảo lửa. Mình Yuchi dính à. Cung. Khó. Bơm giết được. Quá bơm không giết được luôn. Bơm không giết được thì Phan Minh giết được. Phan Minh và cái đại quát của nấy. Hơi bị chiến. Này làm gì vụ cái anh em à, cái gì vụ có đồ ngon sao nè.
kịch máu không, tiêu chi mua máu nè, tầm nhìn nè, purify nè, lều nè, ủa giáp xịn, đủ lá gơi từ từ. Không gọi là cách biệt nhiều lắm. Mage Thunder, không dày Thunder xịn hơn. Siegen nè, khỏi đi, đến tiền đi. Mua thêm cái Canalia này. Rồi, bán cây này, 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 bán cây này. Mày cũng gỡ được khá khá tiền. Nãy đang nghèo làm xong cái vụ này cái rút không gấp. Chơi cái này đầm khu đầm lầy, nó không có chi diện nhau, đầm lầy đúng những thằng nào ở ở góc đó, không nào quan tâm tới thằng nào đi bị quýnh, không nào chi diện luôn mà cháy 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 u gan u gan bùng mười gan bùng mười gan chị chưa kịp giải nguyền luôn. Mà trước mà go win loss kêu lên sẽ giải nguyền được, để tôi thử. Vitality focus. Khó vậy. Khó vậy mà go Thunder. Dục má level 6 luôn à. Ác quỷ gì, đinh trình level 6 luôn. Nãy đánh linh trình level 5 là đó muốn muốn học cứt rồi. Kiếm cây pháo nó mạnh hơn nữa. 82 là loot. Xin lỗi game mà bật ti ra mò giáp chí mạng lá gơ phải dùng full xi gen dao lỏ. Cười. Chị vẫn chưa giải được nguyền. Vô hai trận này không biết có tầng dưới không, chắc có tầng dưới luôn quá. Này không có rương ta. Level 6 quýnh mấy con cắt ké này chắc cũng bị gì thôi. Lên trình level 6 là tàn level 5 thôi. Slow game này. Cái đàn slow game hơi bị lực đó. Bắn bằng vô vị trí của lá rơi nửa cây luôn mà go ơi. Giết que. Né luôn má khoai vậy. Di chuyển qua đây. Để con người gom vô đây. Bắn vô đây. Khó rồi. Mày di chuyển nó chứ vậy đờ phát. Thâu. Ồ quên má con cua bè, nếu mà đánh vậy là hơi bị phiền á. Vậy là hơi bị phiền á. Khó luôn má, chưa ai đụng vô cua bè.
có đụng được vô que cái nó đánh vậy là hơi phiền, má sóc điện được luôn rồi. Slow gen tiếp, má có điện rồi. Con này mà nó đã evasive mà nó đánh điện nữa thì hơi khó chịu nha. Hơi khó chịu đúng không? Đi coi, đi coi, đi coi, đi coi. Gà đạn. Giết mang kia chứ đi, tôi nghĩ là con cua bè lợn, cua bè lợn không muốn động cũng không phải là vấn đề lắm. Má dính điện cái ngáo mẹ hết người, nguyên tem luôn. Giết lũng. Sọc điện. Hồng quên má dính điện, đừng muốn nấu. Giết một bọn assassin luôn quá. Cậu ơi tiếp. Ui chết tịch. Túp gỗ. Má không gỗ ngay đầu sớm mà ngon rồi sếp ơi. Nó chở xíu. Má giờ rom full không. Mày sướng hoài luôn, ngá như ngáo vậy, lính hơi. Ui giật điện fail. Cơ hội có phản công đi chăng? Không có luôn. Mày vô chi vậy? Má gơ vẫn còn điện. Thì khi là chết tịch cũng không không quýnh dính nó đâu. Mà tiếp tục có người rơm. Lắm. Dính đi. Dính là nó chết luôn á. Nghéo dính luôn. Trong cậy vô Kitsho. Má Kitsho đi lên đi xuống hoài. Má lính hơi bán đỏ hoài. Thôi mà con cua bè này nó non, nó yếu. Chứ mình nghĩ cua bè đọc cũng hơi phiền. Nào giết nó nào. Giết nó nào. Mấy cái đầu bán này gánh quá. Đã phải gánh nổi cuối luôn. Đã phải gánh quá ru. Đúng rồi, cái xài cái cỏ ra ra nó fullify là nó giải thích thiệt. Tiếp. Né. Má ma quỷ vậy. Ồ chém vô chi đỡ được. Đi mấy lần này ăn chén là 45 đam nó bị chiếc của lá gơi hơi bị lực phen phen mình bắn hụt rồi nó né được chứ mà phen mình bắn hụt mình đã chán vô thì thôi cây không cây thì chết đi thâu phèo rồi thứ nhất. Tàu không ốp bây giờ đi tăng hả à. Ông Thero đây có người rơm nữa tao mà quýnh đi vô không tao để một kết vô cũng quýnh dính đó nha lá rơi úp gỗ hơi bị lực người tiếp theo gà đạn. Đại bác vừa đủ ram luôn quá đã. Kitsho ăn trái bơm. Yuji quá chết luôn. Đinh trên 6 mà mấy nó dở hơn đinh trên 5 nữa. Cho cái đại bác mới đi. Né dữ à. Dữ à. Lá gờ chưa có áo xì gen nè. Đù, có trượng xịn hơn nè. Trượng này đánh con thằng à. Đù, có đánh ao e luôn.
Silo game đang mạnh đúng không? Silo game bây giờ đợi để dành bớt thằng, muốn bớt thằng là sẽ này sai cái đó. Tôi biết ngay có tầng 2 mà chưa thấy cái rương nữa. Difficult đã tăng đủ, có tròn tròn này, tròn lửa, tròn da đỏ, tròn trong vải lìn. Tròn này hơi nguy không luôn. Thằng này không xuất quyết được. Lộn, giết quá sơ đi. Slow game. Tôi biết ngay nó chạy qua, cứ thấy vô chi cái là nó chạy qua. Không thấy vô chi cái là nó chạy qua. Chi thâu. Mình kho. Nào húp. Rồi mà húp. Đánh nào em. Ưa, trời không. Ui da. Con dơi thì không quýnh được vô chi đó. Vô dồn giết con chứ đi. Con có lẽ sẽ phiền hơn. Con dơ giờ quýnh vô chi không có máu rồi. Đúng. Này đánh hai tên mới chết được. Bom phèo luôn. Bom phèo là ba tên. Bom phèo là ba tên. À tác úp. Tác phèo luôn. Bum trời. Đánh vô chi gần đi rồi. Vô chi né qua này. Lá gơ tiếp tục. Lá gơ ron full. Lá gơ ron full đánh tiếp vô. Phải giết đường cho tên này. 269 đam. Ba người đã quýnh không biết đủ không đây. Không biết là đủ không đây. Có xì chăm hết. Phải đỡ vô chi. Mà đánh nào nghe thì chịu. Có đánh nào nghe thì chịu. Hiu. Đầu xíu một đam. Còn bắt một thì không sao. Bắt một thì bắt một thì nó bị người gom dụ. Lá gơ liên tục gom full luôn. Quá lực. Dồn full chi chen vô lá gơ. Rồi. Má em cái chì nữa nè. Phèm min ơi. Bỏ bỏ cái đại quát thôi. À phải bỏ cái đại bác. Yuchi bóp buộc phải cầm khiên rồi. Yuchi có stay fast. Má bỏ đại bác đi. Má cái lình này nó gấp gấp 3 lần đam đại bác mà. Cười cười mà trước mình có lút được cái chìa khóa ẩn. Lụm này là có tiền để gọi là mua thiền xịn rồi đấy, thiền năm xị luôn á, lấy máu luôn. Đây tưng 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 khóa để lá gơi. Hay lít đâu quá. Đây con boss tới đây, con boss là con thằng nào đây? Con nào có thể nào là Jeremy gì không? Lại làm bon gay à. Lúc nào có bạc tiền cũng mặt mày vậy. Vậy thì ăn cái silo gen vô đi. Chém này đi. Ồ, chết tịch. Úp gỗ. Thôi quá, quá đó nó va lù. Quá đó nó va lù chèn gam. Tim bắt chèn gam. Ý dù. Nó hình đờ.
Lại lần lên này đủ hỏng mày. Thâu. Thâu fail lần thứ nhất. Thâu fail lần thứ hai. Tái úp. Tái úp fail luôn. Cái gì yêu chi? Lui gì vậy? Má fail người gom luôn. Ôi, quá cái đồ mạnh dưa, quá cái đồ ma quỷ gì. Ôi, quá làm cái đầy cây luôn, làm cái quyên tem tôi nửa cây luôn, làm cái kit show gần đi luôn mà. Quá cái đồ ma quỷ. Nãy lá gơi đấm một phát bao nhiêu đam và nó hút lại hết nhiều bao nhiêu máu luôn á. Thách quỷ sập mà nó hiểu cái đó. Sập mà nó hiểu cái đó. Ồ, né luôn phá khi nó được rồi. Cười má này đi ra đi vô bạn chạy muốn chơi game vậy. Nếu phải thay mày rồi đó, tao thấy mày hơi phiền rồi đó. Bố qua đây không đi, đừng có cho khốn nạn này chạy vô được. Mày đứng mày đánh giùm tao cái à, chạy ra chạy vô né mày ra làm gì luôn, né luôn má không máu nữa. Ui dồi má hơn quá, nó không rom full má này hút máu quỷ kinh dị quá, kinh dị quá. Kinh dị thiệt. Hay kinh nghiệm mà. Mình sử dụng đây luôn đi. Cấp luôn à. Má sợ thiệt. Sợ thiệt, sợ thiệt. Tên Dung Chi chuyển khoản cho lá rơi. Lá rơi. Lá rơi chuyển khoản cho Phan Minh. Quán cái rượu này luôn nè. Đù đù đù. Mua nha, cái này ngon nha. Từ cái này cho ai xài đây. Ai chưa có chín kẹt. Né. Attack sức một rang. Amo Uchi. Đây Phan Win. Đẩy cái này qua Thunder. Dù chi đem bán đi. Ok. Chuyển khoản lại cho Dù chi. Chiêu đây. Chi quán ở đống này. Chơi. Bắt đầu ra khơi thôi. Eager. Má rồi phèo hết luôn. Ý này có gì phải xịp không để ý. Ôi chết kít xô rồi. Khó.
Khó. Máy này nãy giờ giết được con phù quỷ rồi đó. No. Rồi má em Ron nữa là con chim cúc rồi, chim Thunder. Dù tao kháng điện. Chi kháng điện. Hôm nay là ai cũng Ron nhiều á, gặp mấy má tên này gặp Evasive ngọng vãi. Gặp mấy đứa né né ngọng vãi chứ trong cậy Thunder đó. Rồi nếu mà Thunder mà còn cầm cái chưởng nữa thì á tên là tàn Ron nhiều, gặp Evasive ngọng luôn, không đánh được luôn. Good. Bình máu đó, bình máu giả, cắn cái full level lên máu. Bên đây chuyển khoản ở Yu Chi nè. Chờ đêm, cắn tàu đâu? Cắn tàu ở đây. Mày thôi di chuyển ra chỗ kia đi, đi qua cắn tàu đi. Đi. Được lấy được cái kiếm hai tay không? 70%. Kiếm có vẻ xịn hơn hả? Kiếm có vẻ xịn hơn ấy. Giờ đụng nào đập đó rồi. Tiến tới bên tàu. Mới vô đồn phèo luôn, quá đỉnh luôn rồi ơi. Quá đỉnh né luôn, hay quá. Hai phát đầu không có mất máu luôn. Ủa này đánh không có mất máu luôn, nhìn vui vậy. Nhìn vui dữ vậy, hiên chán nhẹ một thằng. Cười. Sẵn ghé rồi, chán như chi thuê thêm bằng lính thôi. Đang có tiền. Má farm cháy máy luôn. Farm cháy máy luôn. Làm cháy máy. Làm cháy máy. Ôi, cái thằng kia văng đâu rồi, má đập xuống văng nó mất tiêu luôn anh em. Thì muốn móc túi chi hả? Má đập cái thằng kia văng con đâu mất tiêu luôn rồi. Vẫn chưa thấy rơi xuống luôn. Ờ rơi ngay chỗ nào rồi. 80%. Má phèo chiếc bộ kêu. Không chiếc bộ kêu. Nói chung là có kêu. Ừ, có kêu, có kêu. Vô chơi kêu. Má rơi ron cỡ đó, xin trăm hết. Bên đây để con này vô đấm con này đi. Thiếu một ron. Má lúc ron cũng ác quỷ rồi, lúc ron cũng không ác quỷ lắm. Mà hồi vô chi né được luôn. Mày làm gì chửi rủa vô người rơm. Quá hay. Quá hay như vậy thì xì lô game không? Tự nhiên không quýnh giết này đi. Này chứ Yuki giết được này rồi. Có được. Lá gơ lại Ron full. Giả tiền ra mấy này tiền không á. Quýnh mang y về tiền không á. Mấy hải sĩ hải sĩ. Húp 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 húp. Đù. Chỗ này đấy để dành thôi. Còn tím không? Thấy rương lão vậy. Rương không có mẹ gì ngon. Nhìn rương chán. Tiếp. Xe luôn. Hỏi cướp gì? Má có vụ đó luôn. Hay. Đồ bia phun máu à.
Đồ sửa xe. Này cho Yuki nè. Kiếm, kiếm hai tay. Súng nè. Súng một tay. Thứ chúng ta cần là đại quát. Mùi amo. Skill gap. Nói Yuki mà cái này nữa Yuki châu điên nha. Được. Ngô. Đây có vậy anh teo cho. Rồi vậy xịn luôn. Lá rơi những cái điều lá rơi là mạnh hơn. Hết tiền luôn, má mua đồ hết tiền luôn. Má thảm họa bởi xe anh em. Tiếp. Chi lấy lại đống tiền của mình. Giờ mà không không đủ tiền để mua xe là hơi mệt luôn á. Chi không mua thuyền á, không vượt biển là hơi mệt á. Chi chậu chưa 32 giáp à, quá giật vô chi à, thiền rồi qua đây vậy thì chắc có lẽ là anh em đổ qua đây hết đi, anh em đổ qua đứng nghe mấy đá này vô chi đón luôn mà đẹp. Này rót Ringer hiện rồi. Hoa xăng nó đi. Hoa xăng nó đi tính. Giờ sợ nhất là không đủ tiền mua thuyền thôi, thật. Không đủ tiền mua thuyền là hơi mệt đó anh em. Không đủ tiền mua thuyền là mua đỡ cái bè đi luôn. Mua được cái thuyền 100 vàng. Cầu cho tập này gặp Raken. Ủa cái cây này chưa, cũng chưa bao giờ đụng nè. Cây này mặc dù mở rồi mà cũng chưa bao giờ đụng nè. À cây này cũng hồi máu luôn à. Qua đây. Mình đang khá tốn thời gian với mấy cái này. Kiếm giết bọn Rockinger trước liền nó phiền lắm. Yuki anh em lên tạo đi bro. Họ đi sang Rockinger thôi. Cái liền sai dữ vậy. Còn cái bên này ở đâu? Quá gần pháo đại luôn. Ví dụ này bên đâu? Không khoai vậy. Vụ này ở đây à? Đây cái Dockringer ở đây à? Đưa khoai. Tôi nghĩ là sẽ tiến gì giết Dockringer trước. Giờ đi đi, thằng nào cản đường đập nó rồi. Đi vừa mẫu máp luôn. Má đi biển sợ nhất gặp mấy con ma nè.
mấy thằng Linh Rap này nó mạnh điên. Slow game. Chớp. Nếu như nổ chết tịt. Không nổ chết thịt nữa không chết luôn. Nó đủ dính độc luôn hả? Dính độc hơi mạnh đó. Ui da. Liên tục đóng cho Fangmin. Fangmin quá này bự. Chi bước vào đây. Thâu. Ba ba tư phèo mấy cái dưới mấy thằng rap trước mấy này đánh làm phép thì đánh nó phép như dây chịu gì nổi ui dạ má nó cay rồi đánh sợ luôn rồi dữ luôn khỏi chạy thằng này hù sợ thằng kia choáng rồi sao chạy nữa ừ vậy đi khỏi chạy quá hợp lý luôn dạ. Má đánh gì chị không hiểu được cũng ghê ghê lắm á cung chị kháng phép yếu quá cú ửa chị sợ quá vô chị vẫn còn sợ ừ chạy phèo bên này đánh ai đây đánh lá rơi thốn lắm rồi đó cô ơi đồ gì em phèo không biết là có bữa chết được này không má rồi một sao chết má rồi một cũng có đam nhưng mà không đủ chết được đánh băng nhưng mà chỉ có Hunter máy này mới ra giật biển rồi mà thấy nó khổ cú đập động đất vừa không đúng một kêu được chị lên chị hiu chị lên cút nó quên cầm đập cho lá người chủ điện hả cũng được đàn cái đánh talent ron hên xui quá còn đánh não thì ron cho nó nhanh nó dễ má rồi móc drinker nó đi mé biển rồi tôi kiếm tông thẳng vô rock drinker đập nó luôn cái trừ chaos đây nè chút cơ xong tới hồi sinh là đủ xa dưới rồi má hư xe rồi giờ vô cũng đâu có sạc xe được đi diễn biển rồi này đi win team vô đi có một thằng cũng hơi khoai đấy muốn khui luôn đi chứ đi đâu mà farm được là phải farm chứ farm tới chết farm tới chết má người qua đây úp gỗ được là lụm nó sếp ơi úp gỗ đúp một kêu lá ghê gì chuyển qua đây chích điện đó
điện này nè. Ok, máy giảm đam của thằng Bonner này. Bonner nguy hiểm thâu chứ này nè, máy không đủ đam luôn. Cú bự a nè, không cản, không cản điện nữa, run full rồi. Cứu bữa, cứu bữa. Quỳ xuống như hô. Má này tàn hai vũ khí hai tay, trẻ gầm 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 luôn. Quỳ xuống cho bố. Kiếm mà lá rơi ơi. Má kiếm này. Kiếm này có chém ao e luôn á. Mà cây rìu đi, cây rìu muốn cầm đỡ đi. Đủ thêm cái trượng nữa nè. Trượng này có bút rồi thét, trượng này có bạch ti hưu nè. Trượng này trưởng ngon thằng à. Lấy rồi, lấy rồi. Ôi trời, phạm tới chết. Điện nó điện veo. Ui dính độc, không để ý độc rồi. Lâu cái lơ đảng là không được biết để ý độc. Lúng lóc vô nè, vô chi bắn vô chi rồi đánh vô chi đi. Đi vô đánh vô chi 19 đam luôn, rất phê. Bên này không có người gom, biết làm gì đây, để người gom ở đây che cái cũng được. Cú đấm đúng má gì chấn thì kinh khủng. Thâu mà đừng khỏi thâu đi, đánh vô này luôn. Đúng má người xương đã thấy gán. Ui xương đánh ao he, rất ghê. Thunder chạy qua đây. Thunder hết xài được đậu gì luôn. Cú trưởng hoài nè. Mình sóc nó thứ gì nó chịu nổi. Nó đang tàn những cái hai ta không sóc thứ gì chịu nổi. Thứ gì chịu nổi. Người tiếp theo. Người tiếp theo bờ gu. Cắn này vô đi. Thế rồi dính độc là không xài nổi tại được, là không chế bơm được luôn. Làm tên không có bơm luôn. Đánh phù luôn. Cơ mình quét được cái di chuyển. Ui đánh sợ chi rồi. Chi xì bích yếu, anh có lẽ là không chạy đâu. Chuyển qua đây. Slash. Nó hôn khu là có tiền. Mặt cậu không cái này. Immune không. Lá gơ quả này cũng hơi khoai nha. Cái này nè. Lỡ cũng gỗ sao. Dưới này đi. Quả không dưới được luôn. Dạ quẩy nguy hiểm nha. Đánh cho fanpin vô chi bật thâu quả này. Ơ vô chi chạy, đừng chạy. Ô chạy anh công luôn, má nguy hiểm vậy. Ra thunder thật độ né luôn. Giết này đi, dù giết này cũng đủ đam. Giết từ từ. Ui dù gơi gơi đòn nó không có đam, đòn nó không có đam né gơi quá. Sợ giết thunder thôi. Hủ nó không phép 21 thì
làm sao mà giết nổi, làm sao giết nổi, né nữa. Con mẹ mày, mà tèm thốn quá rồi, không biết đánh vô nó cơ chịu nổi không. Tèm thốn quá rồi. Mấy lá rơi. Không dù chi đây quét cái gió chắc. Mình mít nữa lại bỏ mồm. Đấy, chi của mình nó quýnh sợ dù chi hoài. Vitality nè. Đủ. Lá gờ dính động nữ. Má khổ lắm á, chứ không đồ đâu. Mấy cái đảo này nó bự tới cỡ nào trời. Dút. Chiến tranh Goblin bắt đầu. Lá rơi bộ. Cắn này vô trước. Cắn này vô. À, nó cũng đang chỉ vậy đúng không? Nó cũng đang chỉ vậy, tôi chọn con lưỡi vô đây. Lộn. Chán nhẹ đâu chơi bom được. Khó chịu lắm, khó chịu lắm. Khó chịu lắm. Lá gửi qua đây. Dùng chích cũ xíu ơi. Không chém xuống quyết được. Thì non. Chuyển qua đây. Như làm mềm nó vậy cỡ đó rồi. Diễn thôi. 26 giáp nó thao cho tôi quýnh. Ôi da, quýnh chi giáp. Ồ thốt. Ây da, Yuchi đang phơi. Yuchi nguy hiểm. Mấy thằng này không biết nó giết được Yuchi không. Đánh cái công phu xẹt cho nó chắc. Thôi cho con lửa đi. Má biển yêu chi rồi. Cú chi chứ đã tính. Lỡ nào nó có đánh cái gì vô chi chết nữa. Ừ che yêu chi. Cú bữa. Yêu chi hiu. Má biển vậy. Sẵn đi đi giết tôi rồi cậu ơi. Thằng liền này có hút đam nè, không bắn được. Thằng này nó bắn. Ây da. Cái gì vậy, nó không đánh vô người gom à. Cái đòn xiên giáp đó. Đúng nghĩa là xiên giáp luôn rồi đó. Cung. Tiếp theo là mày. Đậu phộng mày. Mày cũng, mày đợi mày. Cũng chiến lắm ấy, nhưng mà chưa đủ mạnh đâu. Chưa đủ mạnh đâu. Cơ xong cái này dồn hết máu vô cho Thunder. Gãy 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 gãy. Hay là dò máu Femin ta. Dò máu Thunder đi. Thunder lấy Gigant đi. Thunder giấy quá.
Rồi anh em biết nên làm gì rồi đó. Dồn hết máu anh đỡ. Ai cầm cái secondary action bond ta. Rồi làm sao đi giờ đi qua anh kia nó là câu chuyện nè. Má xa. Cặp bến đâu rồi kiếm cái thuyền thôi. Chơi mấy đi. Vô. Vô. Đánh nhau với mấy này nữa nguy hiểm thiệt. Ôi ma đỏ sợ vãi. Nó dù. Ui da đụ họng mày hơi đau rồi đó. Nhóc ác này. Mấy này nó im lên mọi thứ nó ghê chứ. Điện fail luôn. Có cốt gỗ không? Không cốt gỗ rồi. Máy mình đang đi trước luôn kìa. Ghê quá, ghê quá. Ghê quá, mình giết nó hồi không giết được luôn. Từ, đánh sao thằng này không chết. Để tên này, tên này, thằng này nó gì luôn. Nó đứng đây luôn. Rỉ rỉ, nhẹ nhẹ thôi. Giảm được một tên của địch. Địch đánh đau bởi liền tên không có gắn phép đánh mấy tàu ma này đúng là sai lầm của tuổi trẻ. Dà ì đánh trong phim miên phim né ì đủ crit hai quẩy máu luôn quá đã luôn mọi người ơi chơi đi. Tránh nhẹ luôn không được heal luôn hả? Nguy hiểm vậy. Nguy hiểm vậy. Cool down mà chết sếp ơi. Ừ khỏi cho chơi game luôn. Hay quá. Ta đánh sợ yêu chi nữ. Tiến nữa đi. Ồ né. Mày né. Mày né nó tiếp thử tao xem. Đừng có chạy bù gu. Thỏ mà đó. Không lo được. Khó quá, khó quá. Khó quá. Khó. Đừng có chạy, chạy anh ngọc luôn. Có mình mà ngồi dễ rong nhất rồi. Ui, đây ai quýnh chính đây. À, Thunder hình như có cái đồ để chống con này. Đây. Con mẹ mày. Úp gỗ, tao nhịn mày nãy giờ. Má ơi say. Mấy chi vậy, thọt chết. Thọt chết đó mà gua à. Vụ đó đâu khoan hãy vô pháo đài đó chi thiếu hai cái chinh kẹt ngon nữa. Biển dục biển. Má xa. Giờ cho anh em tản ra mỗi đứa nơi đi.
Ôi, có tài có xe luôn nè. Má, có bến xe luôn nè, ngon. Phải nguyên nữa là lá rơi à. Lớn. Đi hôn em. Ủa, có chỗ hưu nè. Quá đã, quá đã. Cũng được khá khá. Đi qua kia đi, tập tập trung chạy qua kia đi. Hôm nay có pháo đài của nữ hoàng, không biết có thành phố nào hôm nay không nữa. Power Stone Castle. Quá tàn lưu vào năm thôi. Trời sáng thì đỡ quýnh ma, má quýnh ma gây chết mẹ. Giờ tôi chạy dưới đây chế tạo cái máy gì chứ đã. Vô. Đục có trượng này mới ngon nè, trượng của nữ hoàng mới ngon nè. Level cuối nữa là ngon nữa. Ờ, level cuối cũng ngon, level cuối đánh chaos nó khó kiểm soát. Không có sẹt luôn. Còn không sẹt này. Dead Ray. Lũng, má né luôn. Ủa chaos, ui da, có dính Phamin dính nước. Mày ơi, Phamin Immune nước. Chả lên bắn lá rơi né được. Bên đây mày làm gì bắn chaos vô lá rơi dính độc. Lá rơi dính độc thì chịu quả này nếu như muốn gỗ thành công. Không có gỗ với chém thường thôi. Bên đây nè. Ui da. Ủa nguy hiểm cho Phamin nha. Nguy hiểm Phamin chết rồi. Hồi sinh Phamin lẹ. Ừ, nó sư tên bên kia nó mạnh. Cú bữa. Má mày mình tự nhiên quá nó đi cúi. Không xài được gì luôn. Không đánh được luôn. Chơi. Chơi chơi. Dead Ray. Dí này quá. Máy giờ chuyển qua giết lá rơi nè. Tôi thì nãy mới chỉ có một mạng thôi đó. À tôi còn một mạng nữa. Tôi dù. Tôi còn một mạng nữa. Vẫn còn chơi được. Vẫn còn chơi được hụt luôn. Lá rơi còn bịt máu giả mà. Dà má mấy pháp sư bên kia mạnh quá rồi. Giết rồi đi. Nóc bi, nóc bi vô, nóc bi vô, đánh nào nghe. Ôi, Phamin hả? Bơ Phamin vẫn bị dính còn mũi sẹt à? Tôi tưởng kháng còn mũi sẹt chứ. Nguy hiểm nha. Do lại tiếp tục đánh vô lá rơi. Lá rơi đang nguy hiểm. Không ăn chết lá rơi luôn rồi. Má đánh một trận đồ chết hai đồng đội luôn. Má đánh trận mất hết luôn. Má binh lính của nữ hoàng mạnh vãi linh. Không biết gỡ được kèo không nhưng mà thấy là lỗ rồi đó. Còn dính cầu vô sẹt nào không biết muốn đi muốn khùng gì đây. Thôi chạy luôn. Má kỳ vậy. Má mất hai mạng luôn em à. Chơi chơi. Đây. Má nguy hiểm vậy. Mất hai mạng luôn. Quá nguy hiểm rồi. Đùi dày xịn hơn nè. 12 tốc độ cộng né.
nguy hiểm quá. Không có thành phố nào ở đây luôn trời. Yêu cái, yêu cái. Má quay đâu. Ít có ác lắm. Để nó vượt biển nha. Không không. Sao có lỗ rồi nữa. Cơ hội để lên level 9. Số chaos hiện tại chắc lấy thêm một mạng đi. Dưới có hình thời có thành phố rồi đây. Má khổ. Vô mua anh má chứ khổ quá anh em ơi. Đúng là không nên cầm cái trượng này tại vì họ đánh có hiệu ứng. Lũng hai giờ không chết thừa đánh chén như chi luôn quá hay. Hay như vậy mà phải chết thôi. Hay như vậy thì mình phải chết thôi. Rồi khi đây thêm giáp thêm sức mạnh thêm giáp thêm sức mạnh. Thành phố đây hay gì chứ chiến thêm lính thời khổ quá rồi. Ai giữ tiền gì kịch ba bình máu. Ba bình máu, Wilson, Purify, cái này giải, sửa thiền, ba anh teo, sáu khăn phép, duy trì. Dụ nữa quét bò nghe vẻ hơi á đùi. 200 vàng chơi đủ con tròn luôn hả. Lụm còn có con đường luôn nè. Tới kia để đủ sai gì. Sai gì vô. Qua đấm cho lấy tiền với tính xa dưa. Cỡ trên hủ đi dò map luôn để kiếm thêm mấy cái giảm chaos với lại hồi sinh cái. Đúng. Chán được không? Ồ này nó kháng chán mà chán cái gì nó trời. Chán chút quên. Xì chăm hết. Chăm hết qua đây. Lũng
sau. Má thầu không quýnh nào nghe Thunder, tạo Thunder thôi chứ. Này ăn cháu á, này hai tên mới giết được. Má chồng. Thunder kháng phép châu, mày láo mày. Nói lại nó qua này phải móc cái trượng gì ra. Cung. Đây đây đây. Thứ mà ghi lời cần đây. À, Thunder đây. Thunder cần. Chính nó đấy. Đồ lõ vậy. Này anh khô rồi, chắc không bỏ rồi. Trừ khi có nào nó ngon hơn. Nếu chưa anh khô ngon quá. Hai trăm vàng húp. Má kheo đang nổ rồi là dữ dội luôn. Lá rơi đi này. Sẵn đi dò map luôn. Sao cũng phải đi tới cái điện nghĩa địa này. Phải quét qua dòng map nữa. Đánh nó luôn. Mẹ này là phải đánh hoài luôn, đánh hơi nhiều luôn anh em. Ba chaos rồi đúng không? Ba chaos rồi. Được coi. Chắc làm xong cái nhiệm vụ ngay cái gì rồi nghỉ. Sao ra ngoài biển. Lửa. Né, mấy hàng kháng lửa chứ. Băng. Né. Nó nghĩ vậy. Chó cắn vô phê min. Rồi đánh xiên giáp. Đánh lửa vô vị trí của pháp sư băng. Má mấy hàng khỉ. Dù. Mấy con khỉ, vô má con khỉ né dưa gì đó, trâu còn né nữa. Khi đã trâu còn né nữa, nguy hiểm dữ trời. Mấy này quýnh 5 phép của Yuchi mà thâu với Yuchi cũng hơi quải á. Thâu đi, mấy Yuchi trâu quá mà. Lũng. Chó. Mẹ đánh chán, đừng có đánh chán. Má đánh chán mà đánh chán giống cái thằng kháng chán không à. Nó bóp cái chen cái thằng đụ chậu ôm gì. Nó lính hơi nó á đùi. Má nó đánh phép như chi chậu khuôn nổi. Mạnh quá luôn. Mình đợi cái ốc gỗ của lá gơ đây. Dạ. Má thông quá. Kêu. Cú bữa. Cú bữa bốn đam. Giật. Giật. Hiu. Má hiu chứ. Hiu rồi, giết này đi. Má tiêu đàm chứ. Sư băng đánh đàng hoàng nha. Trời ơi, điếu đạo quýnh này, khốn nạn này. Á thê mày. Tao ăn gì chết tao. Thôi mà này không đi trước cũng hơi cay. Thằng này đi trước cũng hơi cay luôn. Cô. Dừng. Đồ đỡ, non. Quýnh pháp sư đó. Má mày bãi farm này. Nguyện quá. Quá nguy hiểm. Này đây, Inspire đây. Có support rank đi. Đổi cái này, có cái trượng nè. Equip. Nhiều cây lên.
Cái này đánh cái gãy luôn. Như có thành phố này hay gì vậy? Ừ. Húp. Húp mạnh. Ừ, để tôi quét coi có nhà máy nào ở đây không. Không có linh trình đây luôn rồi. Trời. Farm 2 phát rồi đi. Mà tính ra ra biển cũng nhanh. Tại vì như nãy là tôi có lấy được một cái chỗ tay le rồi mà. Chiếc chim này nó không. Nếu full drone. Full drone rồi. Rất mạnh lên được vị trí của Femin. Giết con chó đi. Femin này lá gơ không. Gọi là full drone luôn. Giết chó đi. Ôi da. Khi da mà di chuyển. Khi da sống với con chó. Má để con chó sống kìa. Chết thiệt chứ. Mày tăng tôi trâu lắm má. Trận này ba con tăng luôn mà. Ôi da đánh vô lá rơi. Lá rơi tăng cũng không phải là tăng lắm đâu. Cười anh khô vô đây có. Có người gom. Nhưng mà đủ phòng nó phải di chuyển mới đặt con người gom được. Nó khó chịu. Đặt không đi, che được ai, che đỡ đi, má mất nữa. Giết võ sư nữa nè. Lụm. Cú trưởng. Trưởng quả đàng hoàng nè, lụm á. Ừ. Lụm. Được. Ngon má, làm ăn ngon quá. Ủa đấm lá gơ hơi đau đó. Ừ. Thêm cây để dành đi. Quyển báo à. Báo nghe vậy cũng hấp dẫn lắm anh em. Hạt khuyếp. Quyển báo quýnh chán. Đây gì đây. Ủa nhìn hấp dẫn vậy, má đồ lỏ không. Tôi cần thêm giáp, tôi cần thêm đủ vũ khí mạnh nữa. Rồi. Rồi xong gà đánh bãi này. Chơi. Kiểm soát chaos 3 chaos rồi. Không giảm được chaos là mệt nha. Anime hết now 130%. Family bật. Bật phản đòn. Chơi. Đậu hoang né luôn á, cây này. Ui, hiểu lá rơi rồi đó, ngu. Hiểu vô lá rơi đi. Hiểu mình cũng được. Lá hiểu đi chết á. Cú chữ. Dục, hồi như gãi. Má, không gỗ khó vậy. Chi đi chậm quá. Phải dí lá gờ nữa kìa. Ấy mà mày tặng cái lá gờ dám đi quýnh lá gờ. Ủa nguyền lá gờ đi bút lá gờ rồi các kiểu đánh chán. Nó đánh chán vô thành đời không được. Hôm nay mình phải công phu sẹt một thằng. Công phu sẹt một niềm tin không bật thâu luôn à. Lũng má lại né nữa lừa cung. Không ron được. Có vậy. Ui dạ. Thụi quá. Dính pháp sư băng. Muốn ỉa luôn. Dính nè. Ui
còn né luôn. Má ru à, nó đánh lá gờ liên tục. Dạ, con lá gờ đi luôn rồi bro ơi. Thâu thâu phèo là thứ nhất. Chị chi bị gì ta, đánh chán này đi. Má nó chán mà nó 4 rồi, nó khó vậy. Cái đồ này hơi lỏ nha. Lỏng rồi như chứng. Da đụng hỏng á. Cút. Lá gờ bước qua đây. Nó heal cho anh em heal ké nữa. Nó chán rồi. Chán nó không cái nữa nè. Khó chịu vậy. Cút. Heal 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 heal. Người tiếp theo. Thôi, cây này mới là chân lý nè. Má sao nguy hiểm với lá gơ đó ta. Đẩy cho Thunder đi. Cơ để máu giả ở đây. Ủa, má nhớ cắn cái lừa lên cấp là đẹp. Quay một luôn. Đồ gì là hai con tròn à. Hai con tròn. Má hàng này đứng xa nhau chứ. Làm gì vậy anh em nhau mà làm gì đứng xa nhau dữ vậy. Làm gì đứng xa nhau vậy quýnh đó. Thâu rồi luôn. Giết này nè. Má khó. Trời 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 trời. Ui dù. Dữ dằn nha mày. Dữ dằn hay sao. Đừng có đánh sợ là được. Má đang đánh chương trình mà nó làm cái sợ là má cút luôn á. Ừ vậy đi. Chết tịch. Còn một con chó nữa. Hai quay thiếu một đam. Thiếu một đam đem con chó thứ hai là con người xương à. Được phi một tên mà. Được phi một tên. Không biết dồn chết nổi này không đây. Không có dồn chết nó không đây không được. Má ron tàn thiếu một ron. Làm sao mà kích full đam. Đánh chán làm gì đâu có chán được đâu. Nữa. Má báo quá thủ nữa. Ui dùng. Hiu. Hiu lời hiu cái. Bà hiu gì nữa. Hiu cái hiu cái. Lộn như lời hoài Thunder. Như lời cũng đang ngồi coi cổ. Trong đầu thấy như lời. Rung rung rung. Hai rung hai rung. Quá đã quá đã. Một tiếng gửi mà nãy giờ chưa làm xong nhiệm vụ không mà. Magic đàm. Tại có lẽ là hứa mà Du chỉ cần thêm một chút kháng phép. Nó rừng cụ nó rừng này rừng mới xịn nè. Dục. Gì đây. Đồ tím đi chứ. Má kiếm lõ nữa. Bay để qua Du Chi.
được. Lá gơi chắc đổi về cho trâu thêm xíu đi. Má bỏ một xì gen đi. Lá gơi thấy nãy giờ bị tụi nó am hơi gơi á. Inside đâu? Má bán nóng này cũng 1000 tiền á. 1000 tiền chứ không ít đâu. Để đi kiếm á, quả này phải săn được con này nữa nè, săn con này đi rồi đi dọc dọc bờ biển coi có gì hot nè. Đánh này đúng không? Có thành phố luôn nè. Có Lucky luôn nè. Thói dương. Đánh luôn. Mấy bãi cầm lớn mà thấy được quất hết. Sợ hai cái ót không biết là đủ kịp để chạy không là lách. Lách cho em một cái kiểu vô. Ừ. Có người gom đây. Đúng. Đúng. Má không cháy được. Mọi kia máy pháp sư. Má gặp tên này đã sợ gắn phép rồi đánh với pháp sư nữa. Má tên quá lì. Quá lì. Cái đánh nào nghe không vậy? Má chiêu của gì phế đúng không? Da đủ không có nguy hiểm dưới trời. Mày coi. Dưới dưới vô luôn. Lúng. Free fire. À, nó con nhện, con dơi mà nó phun độc cỡ đó. Giết tụi nó dùm cái mà luôn thiếu một đam. Hiu. Hiu hiu nói rồi chứ. Cậu Yuki, Yuki nửa cây chịu được. Má này đi trước đi chứ. Chiếc này vậy. Chiếc này sao? Này để lá rơi. Má những khúc như thế này riêng trong cậy lá rơi chặt cái chết tịch thôi đó. Ây dù không có. Còn hai bà già. Hai bà già muốn trắng. Tráng được. Ừ tráng được bà rồi hay quá mà ru. Má những lúc như thế này đừng có bóp là được. Ừ dưới đụng dơi mà nói chi một chặt chết một dơi. Người tiếp theo. Người trò đủ không có né. Khó đó, giờ quá sư cũng quýnh nào cũng được. Mà xong nào cũng đập này chết không trời. Ừ quýnh nó đi. Lùm. Kéo lên. Kéo lên nè. Hai ngàn tiền rồi. 4 attack luôn. Wow. Cười. Má thốn quá, chị thốn quá rồi. Tiền không có hán phép. Mày chị đẩy tiền qua đây. Má với tôi không biết ai giữ tiền không.
hai là người giữ tiền. Này đỏ đi. Talia Vision. Sửa xe có rồi. Mua thêm cái cũng được. Tele. Dẫn như vậy tìm cỏ có cái đại quát gì đâu không mũ hai xì gen cho lá gơi có rồi đồ cũng không như đặc sắc lắm mấy nào duy trì với hành lý được cái đống này đây. Bò nữa. Win. Đồ có nữ hoàng troll luôn à. Mason Mountain Sentinel. Gì đang than khóc về độ hỏng nữ hoàng troll nè. Này để tao lắm nó cho. Rồi không phải để bởi lần nữa đâu chơi Win John để coi nữ hoàng John kinh khủng nữa cái nào nữ hoàng mà lần hai nữ hoàng đúng mày cái gì kêu cái này đi. Chém xì chăm hết ừ húp húp gì thì đời đứng sau người gom cũng hơi mệt nha dột chết đứa chứ đi má chứ nó trâu vậy sao chơi thâu thâu phèo lần thứ nhất thâu phèo lần thứ hai chịu chén sức quyết tàn thiếu một ron không hồ quýnh nó quýnh một thằng người gom đỡ là ngon á dù phụ nào nghe gì hơi căng má là thiếu ron nữa kia bị dính chán nhẹ rồi khó quá bro ơi. Khó quá bro, chí mạng 61 đam. Người tiếp theo. Mấy chị chén đâu yếu đâu. Ê, bữa 1. Má bữa 1 mà tàn ron full luôn à. Quỷ thiệt. Không người rơ mà cũng hơi mệt đấy. Má bữa 1 mà ron full không. Má giật. Xứng đáng cái tên của mày rồi đó. Tôi không biết nãy giờ mà tôi ăn mấy cái gõ đó chắc cũng gác người lắm. Nó đấm ao nghe là thấy gác người rồi. Chơi xuống quý 11 xuống quý 11 tên sao chắc tên này đánh ao nghe nó yêu chi rồi nè yêu chi trải nghiệm trời đụ hỏng nó đánh quả nó sáu mấy máu á cút yêu chi đó trải nghiệm một cú choáng. Như chi Vitality này không đi yếu khang khoét quá hồi giờ lỡ bút giáp đi giờ đánh thấy trận nào có phát sư né nhẹ tiếp
một hai ba vô lucky. Ủa cái tên đánh lucky khó, tên này sợ mấy event xịt lắm. Ba rao mà quýnh con đường này nó chạy à. Chín mươi ba phần trăm lụm má nó 200 mấy máu luôn. Đã đánh trước quý vô lá rồi. Chín mươi ba phần trăm đủ làm giết luôn đây. Phải có nước hay gì đó vô đúng. Ồ chắc được á, cắn cái hộp kết vô đi được khó. Chín mươi tám phần trăm lụm phải giết được á. Con này giết được thì cũng giết được mà khó giết rồi cũng hơi khó giết. Vô mấy quả mà vô thế đủ không quýnh má quýnh ba gà nó chạy qua anh em lụm 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 khó dương các bạn. Bật tim, bật tim bị quay xịt thắt thôi. Thó dương tiếp 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 vô pháo đài nhận nhiệm vụ tiếp. Tới phèm pin à, không có lên trình đi luôn. Đây thì giờ vô chi chuyển khoản qua nhẹ hơn nữa qua để tiền để gì nữa mà kịch. Unify ở tele sửa xe mặt ti amo in cy fatality 4 là thác. Fatality chơi nè. Đó, bán này đi. Nó dám mày nhìn chiến kìa, để nó rơi. Lắp cho lá rơi chiến hơn. Để nó lại cho phải mình chị như chi rồi. Ê, đủ không chưa nghỉ ngơi nữa. Ok đi 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 mét bo á cũng lửa nhưng mà để làm gì tròn tiếp chăng. Có khi vẫn đam mà vẫn vậy đường nhìn má bự do chứ đi cũng gần hết máu nè, gần gần hết khúc này luôn nè. Đúng không? Ừ nhà máy lấy rồi có góc bên đây nó nhìn gì vẫn bự lắm. Bên đây nữa nè vẫn bự lắm. Vấn đề là chaos, cái chỉ số chaos. Má ăn khứa này chuẩn bị thức tỉnh nữa.
cứ chạy em vụ chứ gì tính. À, tôi tính làm gì tôi quên tiêu người ta vụ đúng không? Lên đây đúng không? Rồi. Tiếp theo là tới Yuchi đi. Yuchi thanh lý cái đống đồ rồi cái. Gom tiền tới lúc gom tiền mà gu. Tiền vũ khí đặc biệt cái đeo quát á, dùng kiếm về cái đeo quát xịn hơn cũng có nữa. Thì game này vẫn chưa có class nào mà xài súng mà. Rồi. À, gần ngàn tiền cũng ít hả? Để qua cho lá rơi đi. Lên bậc 2. Xe gú gú đủ 2 tiếng rồi, farm quá cháy. Sóc que Ron full luôn nè, chết một thằng quá đã. Ui dù má tem tôi kháng pháp yếu mà nó làm giờ chết. Chơi nè. Ui dù không được. Súng. Súng mèo luôn. Trời bơm. Ui sạc 2. Chắc giết. Giết cái này được quá. Còn né. Chết mày, còn sẹt không để ý qua nó rồi. Thâu. Còn khỏi thâu luôn. Còn không thâu nó quýnh dính Thunder luôn. Yuki là dễ chém này nhất rồi đó. Yuki chém veo luôn. Má, hai tên tôi đánh rất là rời gạt. Đánh không có gì ra cái gì hết. Rồi. Không nghĩ là sẽ bữa chết này. Cái gì mà Femin bữa ghê á. Má Femin carry mạnh. Chuyển qua đây. Giết này đi. Đúng. Bắn thằng Golin nữa. Ừ. Má phèn chết thiệt. Đúng dạ. Rồi lá gơ điên rồi, lá gơ điên rồi, lá gơ xin kiếp tên luôn rồi. Giết Golin luôn đi. Má dính điện giờ sao? Dính còn sẹt nữa. Khó chịu vậy. Đợi thôi, ngồi chờ thời. Quýnh cái nào dính dính thôi, không dính thôi. Xì lô nữa chứ. Ừ, lên bữa đó sếp ơi. Cái gì vậy? Lũng. Má tự giải con sẹt xong dính con sẹt tiếp. Ảo ma. Trời nãy quýnh Ron full không, tới lúc quýnh này Ron thiếu một. Khó chịu vậy, súng. Má trong cậy ngoài đó. Ừ. Má nhớ cũng còn có một súng. Tiền về. Bơm về. Du chi. Bạch tiêu hiu cái. Bạch tiêu hiu. Má
vẫn đang nghèo máu quá. Đi mấy thị trấn liên tiếp mua máu mà vẫn nghèo máu quá. Lá gơ đi. Rồi chế bơm nhiều vô. Tay mình đánh thiếu hiệu ứng quá, tay mình đánh đam thần không à. Hai chị với người mẹ tặng đam thần không. Đam trắng không à. 86% lũng. Má né luôn. Ui dạ. Hơi đau quá, nhóc ác này. Cậu thét thành công luôn, má ba vậy. Đổi vũ khí. Firestorm. Gỗ không có gỗ luôn, né luôn, khó chịu vậy. Má bắn phèo luôn. Pháp sư lửa, pháp sư lửa làm gì? Pháp sư lửa đánh vô Yuchi, đảo tên Yuchi thành công. Bên này đóng vô lá gơ block Yuchi thâu. Yuchi thâu thành công, Yuchi chém mày đi. Đừng cho nó bóp nữa, đụng còn thiếu một đam. Cứu bữa. Cứu bữa nó né được nữa. Mà nó không di chuyển rồi, dính lửa rồi. Hình như nó bay. Di chuyển chứ, di chuyển chết á. Giảm đạn gì chi luôn, đụng hỏng nó đánh ao nghe thốn quải. Ờ, nó đánh xin giá thốn quải. Này vẫn còn rotate à. Bắn này phá rồi tắt đi dữ. Trong cậy quay bắn như chết tao. Úi da. Má chi đang phơi rồi đó. Nào úp. Thêm giá thêm sức mạnh. 46 giáp. Trừ khi có hóa giáp mà không quýnh bằng niềm tin. Quýnh bằng niềm tin. Má pháp sư lửa bên kia vẫn mình vẫn chưa làm gì nó. Hiu. Lũng. Lũng, mà né luôn. Má khó chịu gì. Trời ơi, lại một chút fail. Mấy lính hơi thì không thể nhầm cậy tụi nó được. Phải tự làm ra đánh vô chi tiết. Má không quen phải khổ như nhỏ luôn. Quá khổ, quá khổ. Quá khổ. Thiếu một đam. Thiếu một đam. Cây này có khi mạnh hơn luôn á. Bơm lửa nè. Má khổ quá, quá khổ. Tiếp. Cầm ngàn tươi cũng hơn. Lò bút. Vitality. Đồ này có hán phép luôn nè. Cái gì chì quá. Chì đi. Khổ gù quá gù. Ok. Focus. Đây. Xong cái lên trình nữa. À vòng cỡ đó dù quýnh mất cuối mà hù hồi. Không biết nói gì hơn mùa gu rồi. Nhúc. Chơi. Lại là quân triều đình nè. Triều đình có pháp sư luôn à. Tôi cần cây gọi là chữ lưỡi của quân bên đó.
đi mua bia mà không quăng qua cho bên kia. Từ nha, Firestorm đi. Firestorm thường thôi, 7800. Má, 7800 fail luôn. Quăng silo fail luôn. Má, chán. Quăng chi fail luôn. Quăng chi 13. Má, thốn dữ rồi. Má người không có gỗ rồi. Chi giờ hơi bị đau rồi, không biết sao luôn, thâu rồi. Ôi thâu hơi ghê lắm luôn. Không úp. Quá giò. Quá giò lính thuê. Giò. Rồi lính thuê ngọng. Lính thuê ngọng. Chi đang nguy hiểm. Chó chết rồi. Lính hơi ngẫu rồi. Gì đây? Đúng vô lá gơi. Lá gơi kháng đẩy kéo. Máy với pháp sư đi pháp sư. Có ốp gỗ. Có ốp gỗ. Có ốp gỗ là mày chết. Ý dù. Con phèo nhưng vẫn có đam. Bên này đấm vô. Chim chịu rồi, chim mình dính điện, chim thì chịu. Đợi đợi dính thôi. À, đợi. Bây giờ đợi dính điện luôn hả, không để ý luôn anh em à. Tay nhanh não rồi, anh em liên tục. Dính điện thì chịu. Còn cái gì khó chịu hơn ngoài quyệt độ, không mấy thằng có gì phải xịt mà không quýt điện. Lũng. Đủ không quýnh không chết luôn. Ui dạ. Yêu yêu yêu. Ôi đồ ngoài lại quên máy còn điện. Vẫn còn điện. Chi con chim đi đúng rồi. Má chết linh thời má quả đó vẫn còn điện. Làm chết linh thời của tôi. Sao mua lại được mấy hồi ghẻ lắm rồi ơi. Mà chiếc đam nữa à. Cùng má cung xịn nè. Cung nữ hoàng cung tím luôn à. Sao lá gơi lui lui lại chơi cung không chết. Thôi đang bữa không gầm đang phơi. Poker. Má kiếm được có hai xanh tâm mình em. Game này. Map này có hai xanh tâm hay gì. Kiếm được hai cái ở đảo đầu tiên. Má xung quanh pháo đại nữ hoàng không có cái gì luôn. Quét map này rồi. Thôi rồi. Dũng. Qua đây chắc qua đây lấy full level luôn á. Thôi rồi. Chơi. Được. Maxwell Bonner. Ghê vậy, ghê vậy. Thằng này có tên luôn à. Mình nó kêu mình đánh đây là lấy vũ khí không thành đúng không. À mà làm thuyết phục nó là cái gì. Thuyết phục nó đánh công thành nó à. Há tụi nó đọc nó luôn chứ. Nó lính thời nằm xá lại luôn. Cho Femin đi, có vẻ Femin quá thọ. Femin nên cắn cái tụi này.
lắm quá luôn. Má vẫn đang đợi cái chuyện của nữ quan. Đưa cái chuyện của nữ quan cho Nghi Lê lộn. Ender đi. IG là mày chết. Để đây. Thôi dồn giết nữ quan cho ta. Dồn giết pháp sư của nữ quan chứ đi. Thằng sụp rồi đợi đó. À bút đồ tech rồi, bút đồ tech fail. Cuốn trưởng. Cuốn chém. Chết pháp sư là ngọng ngay. Mày sụp cho ai nữa? Binh xét nè. Yuchi level 8. Bắt bò. Kiếm có vẻ hấp dẫn. Sunrise Boss. Hóa linh xa. Từ Femin hả? Ô Femin cầm hai thư luôn à. Chắc này đẩy qua cho Yuchi nè. Đó, Yuchi giờ có khiên phản đam. Xịn hơn xíu nữa. Rồi bị chiến. Vô đây. Chuyển cái tiền qua đây. Mắc kịch. Mua này. Mua hết. Chuyển thêm tiền đây. Thời thêm lính thời nữa. Có gì ngon không ta? Vitality cộng 3. Inspire. Đúng. Khi này cũng đỉnh đấy. Siegen cộng 3. Đồ có giáp lá rơi nè. Yuchi rồi. Yuchi mặc à giáp này để lấy kháng phép đúng không? Giáp này không có kháng phép luôn nè. Có xì chen. Đây. Đấy, đồ lá gơi tới, đồ lá gơi tới. Chưa vũ khí rồi. Đam. Mua này đi. Rồi, hai cái sữa thiền đủ rồi. Rút. À, chưa còn thiếu cái nữa. Xa chơi tiếp đi. Dù đậu không đi ra xa dữ lắm á.
cảm giác chỗ này tím tím mà như chỗ này có một cái chống chaos nữa là sẽ cử vài người nó đinh trình này thì một người đi thuyền qua là đủ rồi. Thì tôi phải kiếm cái gì đó giảm chaos tiếp, phải tản ra thôi. Cơ để tập sau tính tiếp anh em ơi, nếu có đất tím thì chắc chắn chỗ này có chỗ giảm chaos. Ui nè, má phải không vậy? Nhưng không phải rồi, không biết phải quét trên đây. Cơ tập sau tính tiếp anh em ơi, cơ thì hôm nay video tới thôi. Cảm ơn anh em đã xem, nếu anh sẽ thích là một like, một subscribe. Tạm biệt anh em và hẹn gặp anh em ở video sau.